Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm công du Mông Cổ, Ireland, Pháp. Lắp đặt xong cầu phao Phong Châu, thông xe từ ngày 30 tháng 9. Sạt lở đất do mưa lớn vùi lấp 4 nhà dân, nhiều ô tô. Cháy nhà 3 tầng ở quận Tân Phú, 2 người kịp thoát nạn. Vì sao quân đội Lebanon im hơi lặng tiếng trong xung đột Israel-Hezbollah? Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin tổng hợp 5 giờ sáng được phát sóng trên kênh YouTube của báo Người Lao Động. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 29 tháng 9, Bộ Ngoại giao ra thông cáo cho biết nhận lời mời của Tổng thống Mông Cổ Ugnagin Khurensak, Tổng thống Ireland Michael D. Higgins và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Mông Cổ, Ireland, tham dự hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10 năm 2024. Việt Nam và Mông Cổ thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 17 tháng 11 năm 1954, khuôn khổ quan hệ hữu nghị truyền thống. Việt Nam và Ireland thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 5 tháng 4 năm 1996. Việt Nam là một trong số 9 nước đối tác ưu tiên nhận viện trợ phát triển của Ireland. Việt Nam và Pháp thiết lập quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ ngày 12 tháng 4 năm 1973. Hai nước nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2013. Pháp là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ 5 của Việt Nam. Lữ đoàn 249, binh chủng công binh đã phối hợp với lực lượng chức năng lắp cầu phao qua sông Thao, nhánh chính của sông Hồng, nối hai huyện Lâm Thao và huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ sau sự cố cầu Phong Châu sập. Vị trí bắc cầu phao có chiều rộng gần 190m, lưu tốc dòng chảy khoảng 1,1m trên giây, độ sâu trên 12m. Cầu phao Phong Châu được lắp đặt cách vị trí cầu Phong Châu bị sập khoảng 400m về phía hạ lưu sông Hồng. Từ ngày 30 tháng 9, binh chủng công binh bắt đầu đảm bảo thông cầu phao Phong Châu. Cầu phao Phong Châu sẽ cho phép phương tiện di chuyển qua cầu từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Trong đó, xe thô sơ, xe máy, xe gắn máy, xe mô tô 3 bánh được phép lưu thông 2 chiều, vận tốc không quá 5 km/h. Chỉ cho phép xe ô tô con, xe bán tải lưu thông 1 chiều khi qua cầu, thời gian mỗi chiều lưu thông 10 phút. Khoảng cách giữa các xe trên cầu không dưới 30m, vận tốc không quá 10 km/h. Trước đó, chiều ngày 28 tháng 9, Lữ đoàn 249 đã tổ chức hạ thủy cano và các đốt cầu. Để thực hiện nhiệm vụ, Lữ đoàn đã huy động toàn bộ lực lượng của Tiểu đoàn 1, đơn vị chuyên làm nhiệm vụ bắc cầu, tổ chức hạ thủy 9 cano, 29 đốt cầu xuống khu vực bến sông. Sau khi hạ thủy, cán bộ, chiến sĩ công binh tổ chức ghép các pha nhịp và làm công tác chuẩn bị khác để phục vụ việc bắc cầu phao chính thức diễn ra vào sáng ngày 29 tháng 9. Trưa 29 tháng 9, tài khoản Facebook có tích xanh của VTV24 đã đăng tải thông tin nói chuyển động 24 giờ có đầy đủ tư liệu chứng minh toàn bộ nội dung phóng sự bữa cơm trắng với gừng ở điểm trường Màng Mủ. Tài khoản này cũng cho biết, chúng tôi sẽ sớm liên hệ làm việc với huyện Mù Cang Chải để làm rõ những nội dung báo cáo của huyện về phóng sự này. Trước đó, tối 26 tháng 9, trong bản tin chuyển động 24 giờ trên VTV1 đã phát phóng sự bữa cơm trắng với gừng ở điểm trường Màng Mủ Yên Bái, khiến nhiều người không khỏi xót xa khi thấy học sinh mầm non phải ăn cơm với gừng chấm muối, cơm đường. Phóng sự được ghi nhận tại điểm trường Màng Mủ, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái. Trong phóng sự ghi lại cảnh một phụ huynh đào gừng tươi, sau đó thái lát nhỏ, kèm theo một ít muối trắng để cho con mang tới trường ăn cơm trưa. Chiếc cặp lồng cơm với gừng và muối trắng chính là bữa ăn trưa của học sinh này tại lớp. Các cô giáo nấu nồi canh với 4 chiếc rau bắp cải để 138 học sinh ăn cơm ngon hơn khi có canh nóng. Sau khi phóng sự lên sóng, nhiều khán giả xót xa vì bữa cơm đạm bạc của học sinh. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng người dân tuy nghèo nhưng cũng không nghèo đến mức này. Liệu phóng sự có được giản dựng và nói quá? Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải sau đó đã có báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về nội dung phản ánh qua phóng sự của chương trình chuyển động 24 giờ phát trên VTV1. Trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, một lãnh đạo xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang xác nhận thông tin đất đai từ trên núi sập xuống sau trận mưa lớn đã vùi lấp nhiều nhà dân, xe ô tô trên quốc lộ 2. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ ngày 29 tháng 9, trên quốc lộ 2 đoạn qua xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
đã xảy ra một vụ sạt lở đất vùi lấp 4 ngôi nhà, 1 xe khách, 2 xe con, 1 xe tải. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã bới đất, phá tường nhà để cứu một số người bị thương ra ngoài. Vụ sạt lở khiến giao thông trên quốc lộ 2 bị ùn tắc kéo dài. Vụ sạt lở vùi lấp 4 nhà dân, 4 xe ô tô, hiện tại chưa xác định được chính xác số người thiệt mạng. Hiện một số người bị thương đã được đưa đi cấp cứu, lãnh đạo xã Việt Vinh thông tin. Được biết, do sạt lở đất gây ra chia cắt nên việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Thương vong tại vụ sạt lở trên quốc lộ 2 chưa được xác định. Sáng 29 tháng 9 trên quốc lộ 13, đoạn qua phường Định Hòa và phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, lưu lượng xe di chuyển dày đặc, kẹt xe kéo dài hàng chục km. Sở dĩ có tình trạng này là do người dân từ khắp nơi đổ về khu du lịch Đại Nam để tham quan miễn phí. Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 8 giờ 30 phút, dòng xe nhích từng chút một rất khó khăn khi di chuyển. Ngày 29 tháng 9 cũng là ngày đầu tiên khu du lịch Đại Nam mở cửa miễn phí tất cả các dịch vụ để phục vụ du khách khắp nơi. Trước đó, vào sáng 25 tháng 9, đại diện công ty cổ phần Đại Nam cho biết trong các ngày 29 tháng 9, ngày 6 tháng 10, 13 tháng 10 và 20 tháng 10, khu du lịch Đại Nam, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương sẽ miễn phí hoàn toàn vé vào cổng cũng như các dịch vụ khác. Đây là ý tưởng của bà Nguyễn Phương Hằng sau khi quay trở lại điều hành khu du lịch Đại Nam, lãnh đạo công ty thông tin. Theo lãnh đạo này, khi khách đến tham quan vui chơi, xem các chương trình biểu diễn nghệ thuật miễn phí tại đây, khu du lịch có bố trí các thùng quyên góp để mọi người có thể đóng góp tiền ủng hộ cho người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Số tiền này sau đó sẽ được khu du lịch Đại Nam chuyển cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác được chúng tôi cập nhật đến 5 giờ sáng nay. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng ngày 29 tháng 9, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong đêm 30 tháng 9, ở khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Những ngày đầu tháng 10, tần suất các đợt không khí lạnh sẽ gia tăng. Ngay từ đầu tháng 10, đợt không khí lạnh đầu tiên sẽ làm giảm nhiệt độ. Các vùng đồng bằng Bắc Bộ có thể ghi nhận nhiệt độ thấp nhất xuống 19 đến 20 độ C, trong khi vùng núi có thể xuống dưới 15 độ C. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 80mm. Cục bộ có nơi trên 150mm. Ngày 29 tháng 9, Công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh điều tra nguyên nhân một vụ cháy nhà dân. Cụ thể, vào khoảng 10 giờ, lửa bùng lên từ tầng 2 căn nhà một trệt 2 lầu ở hẻm 72 đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì. Lúc này có hai người trong nhà, họ thoát ra bằng cửa chính và người còn lại leo qua mái tôn nhà hàng xóm. Một số người dân thấy cháy cũng hô hoán, cùng nhau dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Tân Phú điều động phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được khống chế. Tại hiện trường, cửa sổ tầng 2 do áp lực của lửa bị vỡ kính văng nhiều mảnh, nhiều tài sản cũng bị thiêu rụi. Công an huyện Ehaleo, tỉnh Đắk Lắk đã ra thông báo truy tìm hai đối tượng vì cướp tiệm vàng xảy ra tại thị trấn Edarang, huyện Ehaleo. Theo đó, khoảng 18 giờ 20 phút ngày 28 tháng 9, một cặp nam nữ chạy xe máy tới tiệm vàng Thành Đức thuộc tổ dân phố 7, thị trấn Edarang. Lúc này, người đàn ông đứng ngoài, người phụ nữ vào giả vờ hỏi mua 5 chỉ vàng 4 số 9. Sau khi chủ tiệm vàng đưa 5 chỉ vàng cho người phụ nữ, đối tượng này đã cầm cố vàng chạy lên xe máy cùng người đàn ông tẩu thoát. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Ehaleo, đối tượng nữ có dáng người to mập, đội mũ bảo hiểm màu đen, khẩu trang màu xám, áo khoác thun màu tím, quần dù màu đen, đi dép tổ ong màu vàng. Đối tượng nam đội mũ bảo hiểm màu trắng, khẩu trang màu xám, quần dài và áo dài tay màu đen, chạy xe máy Quayblade không gắn biển kiểm soát. Công an huyện Ehaleo đề nghị quần chúng nhân dân khi phát hiện các đối tượng như trên thì bắt giữ hoặc thông báo ngay cho Công an huyện Ehaleo theo số điện thoại 0262 3777 120 hoặc cơ quan công an gần nhất để phối hợp giải quyết. Ngày 29 tháng 9, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân xã Sơn Thủy, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi đã tìm thấy nạn nhân xấu số là em Đinh Tiến Hoàng, 12 tuổi, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở xã Sơn Thủy, bị đuối nước trên sông Re, đoạn chảy qua địa phận thôn Tả Cơm, xã Sơn Thủy.
Theo thông tin ban đầu, trưa 28 tháng 9, hai anh em ruột là Đinh Tiến Hoàng, 12 tuổi và Đinh Gia Bảo, 7 tuổi, cùng em Đinh Tấn Bảo, 10 tuổi, đều thường trú tại thôn Tả Cơm, xã Sơn Thủy, rủ nhau đi câu cá trên sông Re, đoạn chảy qua địa phận thôn Tả Cơm, xã Sơn Thủy. Trong lúc bơi qua tảng đá giữa sông Re, không may hai anh em Đinh Tiến Hoàng và Đinh Gia Bảo bị đuối nước. Ngay sau đó, em Đinh Gia Bảo được người dân cứu sống, còn em Đinh Tiến Hoàng bị chìm xuống dưới sông mất tích. Đến sáng 29 tháng 9, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy em Đinh Tiến Hoàng và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin quốc tế nổi bật. Mời quý vị tiếp tục đón xem. Có nhiều nguyên nhân khác nhau khiến quân đội Lebanon không can dự vào cuộc xung đột đang leo thang giữa Israel và Hezbollah. Israel thời gian gần đây liên tục mở các cuộc tập kích quy mô lớn nhắm vào lực lượng Hezbollah ở Lebanon. Cả phía Bộ Ngoại giao lẫn lực lượng phòng vệ Israel IDF hôm ngày 28 tháng 9 đều lên tiếng xác nhận họ gần như hạ sát các chỉ huy quân sự Hezbollah trong các đoàn tập kích vào Lebanon gần đây, bao gồm thủ lĩnh tối cao Hassan Nasrallah. Các đoàn tập kích liên tục của Israel vào Lebanon còn khiến hơn 700 người thiệt mạng trong tuần này. Để trả đũa, Hezbollah bắn hàng trăm rocket vào những mục tiêu ở miền Bắc Israel và phóng tên lửa đạn đạo vào thành phố Tel Aviv. Bất chấp xung đột leo thang, quân đội Lebanon LAF không hề can dự vào mối quan hệ Israel-Hezbollah do họ giữ lập trường trung lập với Hezbollah cũng như thiếu năng lực quân sự. LAF tuân theo mệnh lệnh từ chính phủ Lebanon. Giáo sư địa chính trị Khalil Hello tại Đại học St. Joseph của thủ đô Beirut, Lebanon cho biết Israel từng tập kích vào tiền đồn ở Al-Nabi, Al-Qaeda, miền nam Lebanon hôm ngày 5 tháng 12 năm ngoái. Hậu quả khiến 4 binh sĩ LAF thương vong, nhưng quân đội Lebanon không có bất kỳ đáp trả mà chỉ mô tả đây là sự cố. Còn phía Israel sau đó bày tỏ sự đáng tiếc và mở cuộc điều tra sự việc, nói rằng họ không chủ đích thực hiện vụ tấn công nhằm vào LAF. Các nhà phân tích nhận định điều này cho thấy LAF không trực tiếp tham gia xung đột, phần nào đảm bảo an toàn cho khoảng 4.000 binh sĩ ở nơi đây. Bộ Quốc phòng Nga ngày 28 tháng 9 tuyên bố lực lượng Nga đã thực hiện cuộc tấn công hỗn hợp vào cơ sở hạ tầng của quân đội Ukraine. Đáng chú ý là sử dụng tên lửa Kinzhan. Hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện một cuộc tấn công hỗn hợp vào cơ sở hạ tầng sân bay của quân đội Ukraine. Cuộc tấn công có sự tham gia của vũ khí tầm xa có độ chính xác cao, trong đó có cả tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinzhan. Tất cả các mục tiêu chỉ định đều bị đánh trúng. Tuyên bố nêu rõ, các đơn vị của nhóm tác chiến miền Bắc hoạt động ở khu vực Lipsy và Volchan đã đánh bại lực lượng của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 57 của lực lượng vũ trang Ukraine, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 36 và Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 113 gần Volchanskiye, Khutora, Lipsy và Volchan ở vùng Kharkov. Trong khi đó, nhóm tác chiến miền Nam của Nga đã di chuyển đến vị trí thuận lợi hơn. Tính riêng trong 24 giờ, lực lượng Nga đã tấn công binh sĩ và thiết bị của Ukraine ở 131 khu vực, bắn hạ 4 rocket thuộc hệ thống rocket pháo binh cơ động cao HIMA do Mỹ sản xuất và 43 máy bay không người lái của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết tổng cộng 646 máy bay, 283 trực thăng, 32.331 máy bay không người lái, 579 hệ thống tên lửa phòng không, 18.447 xe tăng và nhiều xe chiến đấu bọc thép khác, 1.469 bệ phóng tên lửa đa nòng, 15.345 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cùng 26.655 xe quân sự đặc biệt đã bị phá hủy kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Bão Julian, tên quốc tế Kraton, đã mạnh lên thành bão nhiệt đới vào sáng ngày 29 tháng 9, với sức gió mạnh nhất duy trì ở mức 95 km/h, tăng từ mức 85 km/h. Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, Pagasa cho biết, gió giật lên tới 115 km/h, tăng từ mức 105 km/h. Lúc 5 giờ giờ địa phương hôm ngày 29 tháng 9, Julian cách đô thị Apari, tỉnh Cagayan 305 km về phía đông và di chuyển về phía tây bắc với vận tốc 10 km/h. Theo tờ Rappler, Julian có thể mạnh lên vào tối ngày 29 tháng 9 hoặc sáng 30 tháng 9 theo giờ địa phương. Pagasa cảnh báo khả năng cao Julian dự kiến di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc đến tây tây bắc về phía khu vực quần đảo Batanes, Papuan từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10, sau đó đi về phía bắc đến đông bắc qua vùng biển phía đông Đài Loan, Trung Quốc cuối ngày 1 tháng 10. Theo Finstar, cảnh báo số 2 được đưa ra tại một số khu vực như đông bắc tỉnh Cagayan, thành phố Santa Ana và phía đông của quần đảo Papuan, đảo Kamigan
quần đảo Papillon. Pagasa cho biết các đảo Batanes và Papillon sẽ chứng kiến dông bão do ảnh hưởng của bão Julian trong ngày 29 tháng 9. Lũ quét và lở đất có thể xảy ra do mưa lớn. Khu vực Cagayan, Isabela, Apayao và Ilocanos có thể có mưa kèm theo gió giật. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp 5 giờ sáng của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng kênh YouTube của Báo Người Lao Động ở các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!